Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tạp chí Nghe Nhìn Miền Nam. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng tới các bạn là tân sinh viên mới nhập học. Và chắc hẳn là các bạn đang có nhu cầu muốn tìm kiếm cho mình một chiếc smartphone với mức giá hợp lý với túi tiền của mình. Cấu hình phải ở mức đủ dùng và phải tốt để các bạn có thể sử dụng trong những năm học của mình. Hơn nữa nó lại phải theo trend một chút với những xu hướng về thiết kế hay là camera. Vậy thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn những chiếc smartphone như thế. Cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên trong danh sách này thì mình sẽ giới thiệu đến với các bạn chiếc smartphone đến từ nhà Xiaomi, một cái tên quá quen thuộc trong năm nay rồi. Đó chính là chiếc Xiaomi Redmi Note 7. Redmi Note 7 là cái tên đã gây sốt cho những người yêu công nghệ tại Việt Nam trong một thời gian dài, với mức giá chỉ vào khoảng 3,8 triệu đồng, gần 4 triệu với phiên bản thấp nhất, thì chúng ta đã sở hữu một chiếc máy với rất nhiều điểm cộng. Mặc dù là Xiaomi không thường tạo ra những cái xu hướng nhưng họ lại bắt sóng rất nhanh. Chính vì thế mà Redmi Note 7 có một ngoại hình khá là bảnh bao và thuộc hàng đầu trong phân khúc nhờ cái màn hình giọt nước và mặt lưng gradient rất là đẹp. Và máy được trang bị đầy đủ các cổng kết nối từ USB Type-C cho đến cổng âm thanh 3.5mm cũng như là cổng hồng ngoại để phục vụ được tất cả các đối tượng người dùng. Và màn hình của máy có kích thước là 6.3 inch với độ phân giải là Full HD, tấm nền IPS LCD tỷ lệ là 19.5:9 với con chip Snapdragon 660 đi kèm với 3, 4 và 6GB RAM cùng với bộ nhớ trong sẽ là 32-64GB ROM, mang đến hiệu năng xử lý ổn. Và các bạn hoàn toàn có thể chơi các tựa game với chiếc Redmi Note 7 này, điển hình như kiểu là PUBG Mobile hay là Liên Quân. Còn đối với các cái tác vụ thông thường như kiểu là lướt web hay là mạng xã hội Facebook, Instagram, YouTube thì đương nhiên là không thể làm khó chiếc máy này rồi. Tiếp đến thì mình sẽ nói về phần camera trên chiếc smartphone này. Đây là yếu tố mà các bạn khá là quan tâm. Redmi Note 7 có cụm camera kép phía sau, bao gồm một cảm biến chính 48MP với khoảng độ f1.8 và một cảm biến 50MP dùng để đo độ sâu. Trong điều kiện đầy đủ ánh sáng thì máy sẽ cho những bức hình với chi tiết khá tốt cũng như là màu sắc trung tính và giải tương phản động khá là ngon. Và ở điều kiện chụp đêm thì camera của chiếc Redmi Note 7 thì vẫn hoàn thành nhiệm vụ của mình khi mà ảnh lên chi tiết khá là rõ ràng và kiểm soát ánh sáng cũng như độ nhiễu hạt được xử lý khá là hài hòa, đặc biệt là trong tầm giá như vậy của chiếc Redmi Note 7. Và cuối cùng thì Redmi Note 7 được trang bị viên pin lên tới 4000mAh và có Quick Charge 1.0 với công suất tối đa lên tới 18W. Đây là điều hiếm mà một chiếc smartphone nào trong tầm giá này có được. Chiếc smartphone tiếp theo mà mình nhắc đến trong danh sách này đó chính là một chiếc smartphone đến từ thương hiệu con của nhà Oppo, đó chính là chiếc Realme 3 Pro. Và chiếc smartphone này ngay từ khi mà rò rỉ những tin tức cho đến khi ra mắt thì cũng đã gây sốt trong cộng đồng công nghệ tại Việt Nam. Realme 3 Pro có thiết kế tương tự hầu hết tất cả các smartphone tầm trung hiện nay trên thị trường, trong đó bao gồm cả chiếc Redmi Note 7 Pro, người anh của chiếc Redmi Note 7 mà mình vừa mới nhắc bên trên. Với thiết kế dòng nước ấn tượng thì đã giúp tỷ lệ màn hình so với thân máy của máy lên tới là 90.3%. Điều này thì mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người dùng khi xem phim cũng như là làm việc. Cùng với đó thì máy còn được trang bị màn hình tương đối lớn với kích thước lên tới tận 6.3 inch cùng với tấm nền IPS LCD có độ phân giải là Full HD. Redmi 3 Pro là chiếc điện thoại có cấu hình mạnh trong tầm giá của nó mang lại và máy sở hữu bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 710 với 8 nhân sản xuất trên tiến trình mới là 10 nanomet cho hiệu năng tuyệt vời nhưng vẫn tiết kiệm pin. Với GPU đồ họa Adreno 616 cao cấp kết hợp với trí tuệ nhân tạo AI thì cho bạn tốc độ cực nhanh. Ở bất cứ tác vụ nào, kể cả là các bạn đang chơi những tựa game nặng nhất hiện nay thì bạn sẽ không cần phải chờ đợi việc load game. Và Redmi 3 Pro cũng có những cải tiến vượt bậc để trở thành camera phone tốt nhất từ trước đến nay của thương hiệu này nhé. Cụm camera sau bao gồm cảm biến chính 16MP, đó là cảm biến Sony IMX 519 và camera phụ là 5MP. Mọi tính năng chuyên nghiệp thì đều được đưa lên chiếc Realme 3 Pro này như là siêu chụp đêm, siêu HD, chụp nhanh hay là tăng cường màu sắc, nhận diện cảnh AI, chụp chân dung AI, vân vân. Và qua video thì cũng được nâng lên một tầm cao mới khi bạn có thể quay video với độ phân giải 4K siêu nét, chống rung điện tử và quay chuyển động siêu chậm 960 khung hình trên giây. Và Realme 3 Pro được trang bị công nghệ sạc độc quyền Vogue đến từ nhà Oppo với 5V và 4A, có khả năng sạc đầy pin 50% chỉ trong vòng 30 phút. Ngoài việc sạc nhanh thì Realme 3 Pro còn được trang bị viên pin lên tới là 4.045mAh, thoải mái cho các bạn sử dụng. Và giá hiện tại các bạn có thể tham khảo tại các cửa hàng đang được bán ra với mức giá rơi vào khoảng hơn 5,5 triệu đồng cho phiên bản 4GB RAM nhé. Và cái tên thứ 3 trong danh sách này thì mình sẽ nhắc đến các bạn đây, một chiếc smartphone đến từ nhà Oppo cũng mới được ra mắt thôi, đó chính là chiếc Oppo K3.
Đây là chiếc smartphone tầm trung vừa xuất hiện trên thị trường Việt Nam thời điểm đây thì cũng đã gây không ít những cái sự quan tâm từ tất cả những người tiêu dùng cho đến những người yêu công nghệ nói chung. Và Oppo K3 thì được trang bị màn hình AMOLED với kích thước là 6,5 inch với độ phân giải là 2340x1080 pixel. Với màn hình lớn như thế này thì sẽ mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng như là xem phim hay là YouTube. Đạt tỷ lệ so với thân máy lên tới là 91,1% với các viền cạnh xung quanh mỏng và có viền dưới hơi dày một chút xíu. Bên cạnh đó thì máy còn được tích hợp cảm biến vân tay thế hệ thứ 6 giống như là Oppo Reno vậy. Và cảm biến này thì không chỉ cải thiện tốc độ bấm khóa nhanh, nhạy hơn và có độ chính xác cao hơn mà còn hiển thị hình ảnh dấu vân tay rõ ràng trong màn hình nữa. Và Oppo K3 được trang bị bộ vi xử lý giống như chiếc Redmi 3 Pro, đó là Snapdragon 710 với GPU Adreno 616. Và con chip này thì cho phép máy có thể khởi chạy những tựa game có dung lượng lớn và phổ biến hiện nay như là PUBG, Liên Quân Mobile với đồ họa cao nhưng vẫn có thể hoạt động mượt mà. Và chiếc smartphone Oppo K3 được trang bị camera selfie pop-up, đây cũng là một trong những trend camera trong năm nay, với cảm biến IMX 471 16MP đi kèm với công nghệ AI và có thể mở khóa bằng khuôn mặt nữa. Ở mặt sau thì máy sẽ có đèn flash LED với cụm camera ghép bao gồm cảm biến chính là 16MP với khung độ là f1.7 cùng với một cảm biến đo độ sâu trường ảnh là 2MP. Và chiếc Oppo K3 sở hữu viên pin là 3765mAh và viên pin này cho phép máy hoạt động cả ngày mà không cần phải lo pin cạn. Hơn nữa thì pin của máy còn đi kèm với công nghệ sạc nhanh Vogue 3.0 được phát triển bởi chính Oppo, giúp cho smartphone này có thể sạc được 55% pin chỉ trong vòng 30 phút. Và chúng ta sẽ có các phiên bản cấu hình để lựa chọn với mức RAM là 6-8 và ROM sẽ là 128 và 256GB với mức giá tối thiểu là 5,7 triệu đồng sau khi các bạn trừ quà và một số khuyến mại như kiểu là mua hàng online v.v. Cuối cùng trong sách này thì mình sẽ nhắc đến với các bạn một chiếc smartphone đến từ nhà Samsung. Và một điều đặc biệt đây là chiếc smartphone này hiện tại thì không được bán chính hãng tại Việt Nam, đó chính là chiếc Samsung Galaxy A60. Khác với những sản phẩm khác của Samsung thì Galaxy A60 lại ra mắt tại thị trường Trung Quốc và theo công bố thì sản phẩm này sẽ có mức giá rơi vào khoảng 1.999 nhân dân tệ tại Trung Quốc, tương đương với khoảng gần 7 triệu đồng tại Việt Nam các bạn nhé. Và đây cũng chính là chiếc smartphone có màn hình Infinity O rẻ nhất của Samsung. Màn hình Infinity O của Galaxy A60 có kích thước là 6,3 inch với độ phân giải là Full HD+, đạt tỷ lệ tiêu chuẩn là 19:5:9, hỗ trợ công nghệ truyền âm thanh qua màn hình, tức là các bạn sẽ không còn những cái rãnh loa rất là to truyền thống ở trên màn hình nữa. Và sự khác biệt trên lỗ đục này chính là nó nằm ở bên tay trái giống như người Anh Galaxy A8s trước đây, chứ không nằm bên phải giống như những chiếc smartphone đến từ Galaxy S10 series. Và hơi đáng tiếc một chút khi mà máy quét vân tay của Galaxy A60 là được mặt lưng chứ không tích hợp bên trong màn hình. Hiệu năng của máy được cung cấp bởi con chip Snapdragon 675, một con chip khá mới đã sản xuất trên tiến trình 11 nanomet. Và RAM có dung lượng lên tới là 6GB RAM, bộ nhớ trong sẽ là 64 hoặc 128GB cùng viên pin là 3500mAh tích hợp công nghệ sạc nhanh 15W. Và chiếc smartphone giá rẻ này nhưng Samsung cũng không hề ngược đãi khi mà trang bị cho Galaxy A60 một hệ thống camera khá là chất lượng. Máy sở hữu camera selfie 16MP và độ là f2.0 tích hợp các tính năng cơ bản tương tự với siêu phẩm Galaxy S10. Với công nghệ làm đẹp như là xử lý mụn thâm này thì Galaxy A60 sẽ cho các bạn những bức ảnh tự sướng đẹp mà không phải lo là make up phải là che những cái khuyết điểm trên mặt nữa. Tiếp đến là hệ thống 3 camera về sau với cảm biến chính là 32MP với khung độ là f1.7, cảm biến góc siêu rộng 8MP với khung độ là f2.2 và cuối cùng là cảm biến đo độ sâu trường ảnh là 5MP với khung độ là f2.2. Với thông số này thì Galaxy A60 sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng khi ở điều kiện đủ ánh sáng, môi trường ánh sáng yếu hay là thời điểm ban đêm đi chăng nữa. Và mức giá tham khảo cho sản phẩm này sẽ rơi vào 5,7 triệu đồng với phiên bản cấu hình 6GB RAM và 64GB bộ nhớ trong. Ok, vậy là vừa rồi thì mình đã giới thiệu đến với các bạn 4 chiếc smartphone trong danh sách những chiếc smartphone mà mình nghĩ rằng nó rất phù hợp với những bạn sinh viên chuẩn bị nhập học. Và các bạn nhà sao về những sản phẩm này và bạn thích sản phẩm nào để cùng nhau để lại ý kiến ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye!